Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023, tức ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, bản tin sẽ có những tin tức Phật sự đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh khảo hạch tuyển giới tử Đại Giới Đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567. Tiền Giang, Hội cựu Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh họp mặt truyền thống lần thứ hai. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay, ngày 4 tháng 11 năm 2023, sau 3 ngày diễn ra khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế Trung ương khu vực phía Nam năm 2023, với hơn 300 đại biểu đến từ Ban Pháp chế các tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự, đã chính thức diễn ra lễ bế mạc tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng minh và tham dự lễ bế mạc có Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phó Ban Kinh Chánh Thư ký, Ban Tăng sự Trung ương, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương và hơn 300 đại biểu thành viên Ban Pháp chế các tỉnh thành khu vực phía Nam đồng tham dự. Trải qua 3 ngày diễn ra khóa bồi dưỡng từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2023, toàn thể đại biểu tham dự tương đối đầy đủ và nghiêm túc trong từng buổi học. Tổng số đại biểu chính thức là 344 đại biểu. Trong các ngày diễn ra khóa bồi dưỡng, các đại biểu đã được Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội cùng các giảng viên khách mời chuyên môn triển khai về những vấn đề quan tâm của tăng ni và công tác quản lý tự viện và điều hành giáo hội về ngành pháp chế như quy chế ban tăng sự trung ương, những quy định cơ bản của văn phòng trung ương và ban pháp chế, luật tín ngưỡng tôn giáo, những thay đổi về luật đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, vai trò và chức năng của ngành pháp luật, quy chế ban pháp chế trung ương giáo hội, những lý do và nội dung sửa đổi của hiến chương tu chỉnh lần thứ 7 tại đại hội 9. Để ghi nhận và tuyên dương thành tích của Ban Pháp chế Trung ương trong việc tổ chức thành công khóa bồi dưỡng lần này, Trung ương Giáo hội đã tặng bằng công đức cho cá nhân Hòa Thượng Thích Huệ Thông, trưởng Ban Pháp chế Trung ương, cùng tập thể Chư Tôn Đức Thường trực Ban Pháp chế Trung ương. Tiếp đó, Chư Tôn Đức Chứng minh cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023 cho các đại biểu đủ điều kiện hoàn thành chương trình khóa bồi dưỡng trong xuyên suốt 3 ngày diễn ra. Ban đạo từ tại lễ bế mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Thống đã thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Chủ tịch gửi lời biểu dương và tán thán công đức Hòa Thượng Thích Huệ Thông cùng tập thể Ban Pháp chế Trung ương đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng lần đầu tiên đầy ý nghĩa, hiệu quả. Nhân đây, Hòa Thượng cũng gửi lời sách tấn đến Chư Tôn Đức tham dự khóa bồi dưỡng, cố gắng áp dụng những chuyên đề đã được học trong 3 ngày qua vào các công tác Phật sự tại địa phương, góp phần đem lại những hiệu quả tốt nhất giúp cho giáo hội các tỉnh thành ngày càng phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, ngày 4 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, giới tử Đại Giới Đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, dương lịch 2023 đã vân tập tại Tuyển Phật Trường Việt Nam Quốc Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia kỳ khảo hạch do Ban Kiến Đàn tổ chức. Trước buổi khảo hạch, Chư Tôn Đức Ban Giám Khảo đã có buổi họp nội bộ nhằm thống nhất về nội dung, cách thức khảo hạch và thang điểm trong kỳ khảo hạch Đại Giới Đàn Bửu Huệ năm nay. Buổi khảo hạch dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh chủ đàn Đại Giới Đàn Bửu Huệ, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Thư ký, Ban Nội dung, Ban Giám khảo, Ban Giám thị, Ban Quản giới tử Đại Giới Đàn Bửu Huệ đồng tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Thành phố, Phó Trưởng ban Kiến đàn đã nhấn mạnh mục đích ý nghĩa của Đại Giới Đàn là tuyển người làm Phật, khuyến tấn giới tử làm bài thi thật tốt để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp tu học.
Hòa Thượng Thích Lệ Trang đã có lời đạo từ đến toàn thể giới tử thọ giới, nên tinh tấn, lý tưởng của người xuất gia là hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau vướng mắc. Hòa Thượng nhấn mạnh, thọ giới không khó, nhưng khó là giới tử phải giữ giới từ hôm nay đến trọn đời, để có đủ điều kiện và được trang nghiêm cũng nhờ sự chứng minh hứa khả của chư tôn đức giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự và sự hòa hợp chư tôn đức tăng ni lãnh đạo các hệ phái Phật giáo tại thành phố chung tay góp sức để kiến lập đại giới đàn. Hôm nay là buổi khởi đầu kỳ khảo hạch để tuyển chọn tăng ni có đủ tiêu chuẩn đạo đức, oai nghi, kiến thức Phật pháp để được đăng đàn thọ giới. Trên tinh thần đó, mong các giới tử cố gắng sau khi thọ giới phải hành trì giới luật nghiêm minh, trở thành trưởng tử Như Lai hoàn truyền giáo pháp. Cuối lời, quý ngài đã cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư giới tử được đắc giới, thành tựu quả vị tu học. Sau ba hồi chuông lệnh của Hòa Thượng Chánh Chủ Đàn, ba tổ chức cũng đã thông qua và phổ biến nội quy. Kỳ khảo hạch của giới tử đại giới đàn Bửu Huệ gồm thi vấn đáp, thi viết và tụng luật, được tổ chức trong ngày 4 tháng 11 năm 2023. Ban giám khảo kỳ thi vấn đáp có 28 vị, ban giám khảo chấm bài thi viết có 20 vị cùng 18 vị ban giám thị. Chư tôn đức ban tổ chức đại giới đàn đã chính thức mở đề thi và trao cho ban giám khảo. 240 giới tử chính thức bắt đầu tham dự kỳ thi để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp tu học. Theo đó, 58 giới tử tỳ kheo, 62 giới tử tỳ kheo ni, 45 giới tử sa di, 30 giới tử thức Swamana, 26 giới tử sa di ni và 19 giới tử tu nữ tham gia kỳ thi vấn đáp. Trước chư tôn đức giám khảo, mỗi giới tử trả lời trực tiếp 5 câu hỏi do giám khảo đặt ra. Nội dung các câu hỏi là kiến thức cơ bản trong Phật học phổ thông quyển 1, 2, 3 và 4, giới luật, hiến chương do Hội Phật giáo Việt Nam và quy chế ban tăng sự trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam. Sau phần thi vấn đáp trực tiếp, giới tử hệ phái Bắc Tông tiếp tục thi tụng luật. Chiều nay, tất cả giới tử thi viết, giới tử hệ phái Khất Sĩ thi tụng luật. Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 do Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 5 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm Quý Mão. Giới tử vượt qua kỳ khảo hạch sẽ đủ điều kiện được tấn đàn thọ nhận giới pháp tại 5 giới trường riêng biệt. Thưa quý vị, chiều qua ngày 3 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, tại trụ sở trường Trung cấp Phật học chùa Phật Ân, số 5 Ngô Quyền, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Hội cựu tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh có buổi họp mặt truyền thống lần thứ 2 thảo luận quy chế hoạt động của hội trong thời gian tới. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh của trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Minh, thành viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh, chư tôn đức cựu tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang khóa 1 đến khóa 8, cao đẳng Phật học từ khóa 1 đến khóa 4 đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Ban trị sự, trưởng Ban giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh nhấn mạnh mục đích của việc họp mặt là để liên kết tăng ni các khóa nhằm chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoằng pháp, giúp đỡ lẫn nhau và kết chặt nguồn nhân lực để sẵn sàng phục vụ cho các công tác của giáo hội khi được phân công. Tại buổi lễ, hội chúng được xem lại video clip tóm tắt về quá trình hình thành ngôi trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, Đại đức Thích Nguyên Hiển, Chánh văn phòng trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang thông qua quyết định của Ban giám hiệu nhà trường về việc thành lập Hội cựu tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, đồng thời công bố danh sách ban điều hành hội. Đại đức hiệu trưởng đã trao quyết định đến chư tôn đức trong ban điều hành Hội cựu tăng ni sinh. Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Tiền Giang thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Hội cựu tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Bản quy chế gồm 5 chương, 9 điều với những khoản quy định chi tiết về quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ hoạt động, tài chính và liên kết hội họp. Với tư cách là cựu tăng ni sinh và vừa là lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà, Thượng tọa Thích Quảng Lộc,
đã có những phát biểu góp ý thiết thực cho quy chế hoạt động của hội và khuyến khích các cựu tăng ni sinh tích cực góp ý xây dựng trên tinh thần đoàn kết hòa hợp. Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng đã chủ trì biểu quyết thành lập quỹ học bổng của trường, đồng thời chỉ đạo cho ban điều hành hội phải sớm hoàn thiện quy chế hoạt động để gửi đến các cựu tăng ni sinh nắm bắt và thực hiện. Đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh nhắc lại công lao của chư tôn đức buổi ban đầu khi thành lập trường như Hòa thượng Thích Hoàng Thông, Hòa thượng Thích Hoàng Từ. Hòa thượng rất vui mừng khi thấy trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang đã thực hiện công tác đào tạo được 8 khóa Trung cấp Phật học và 4 khóa cao đẳng Phật học. Chư tăng ni các khóa đầu tiên hiện nay đang tham gia các công tác của giáo hội tỉnh nhà cũng như tại một số tỉnh thành khác trên cả nước. Hòa thượng cho rằng với việc thành lập hội cựu tăng ni sinh của trường là rất cần thiết nhằm mục đích đoàn kết và tạo điều kiện nâng đỡ các thế hệ kế thừa, làm cho ngôi trường ngày càng phát triển lớn mạnh trong ngôi nhà chánh pháp Đức Phật. Còn tại tỉnh Bình Định, chiều qua ngày 3 tháng 11 nhằm ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phù Cát, chùa Long Hoa, thị trấn Ngô Mây đã diễn ra lễ ký kết công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2023-2026 giữa Ban trị sự Phật giáo huyện và Công an huyện Phù Cát. Buổi lễ với sự tham dự của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Phó trưởng Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Phù Cát, Đại đức Thích Quảng Dũng, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Trưởng Ban Kiểm soát tỉnh Bình Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự huyện Phù Cát, cùng chư tôn đức, cư sĩ Phật tử thành viên Ban trị sự huyện, trú trì các tự viện trên địa bàn huyện, huynh trưởng gia đình Phật tử huyện Phù Cát. Về phía lãnh đạo Công an huyện Phù Cát có Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện, Thượng tá Dương Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện, Trung tá Đặng Hữu Nghĩa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cùng cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ công an huyện. Tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, ông Đặng Hữu Nghĩa thông qua dự thảo nội dung bản kế hoạch phối hợp, theo đó thực hiện kế hoạch phối hợp của Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Công an huyện và Ban trị sự Phật giáo huyện thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện với phần nội dung có 6 mục được lên kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn trong năm, đồng thời phân công nội dung thực hiện của mỗi bên để đi đến đạt được kết quả khả thi cao. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Độ ngỏ lời trân trọng và đồng thuận cao về nội dung ký kết, đồng thời thực hiện hiệu quả an toàn giao thông trong cộng đồng Phật giáo huyện nhà là thiết thực đối với việc cầu an. Về phía giáo hội huyện sẽ thực hiện ngay các biện pháp để nâng cao ý thức tự giác và tôn trọng thực hiện các biện pháp về an toàn giao thông. Thay mặt lãnh đạo Công an huyện, Thượng tá Đào Văn Bình phát biểu cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Sau đó, lãnh đạo hai bên đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp với sự chứng kiến của toàn thể hội nghị. Tiếp tục bản tin với Phật sự nổi bật diễn ra tại tự viện tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, Hòa thượng trụ trì hiệp cùng nam nữ Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ tạ tháp nhằm tri ân tại chùa Long Phước, xã hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Quang Lâm chính dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhật Quang, thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban tổ chức, Hòa thượng Thích Phước Thông, thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tỉnh Thiệt, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng chư tôn đức ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, tăng ni trụ trì các tự viện cùng về chứng dự, các ban ngành nội vụ, ban dân vận, công an tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, xã hội An Đông, quý Phật tử xa gần cùng về tham dự. Sau nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, mật niệm tưởng nhớ đến các anh linh chiến sĩ, Hòa thượng trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc chia sẻ: Bảo tháp là một trong những nơi tôn trí trang nghiêm tam bảo, thể hiện sự tôn kính ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Mỗi phần trên bảo tháp đều hướng tới con đường giác ngộ. Chính vì thế,
Việc xây dựng bảo tháp không chỉ để tịnh hóa nghiệp chướng mà còn tích lũy vô lượng công đức để hoàn thiện công hạnh giải thoát khổ đau, đưa đến niềm an vui, hạnh phúc, chân thật cho mọi người. Nghi thức các ban khánh thành với sự chứng dự của quý tôn đức và quý quan khách, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ làm sám chủ cho nghi lễ khai bảo chung chuẩn đề, niêm hương, lễ tạ. Qua bản báo cáo, bảo tháp được thiết kế gồm 7 tầng, tầng trệt tôn trí tôn tượng Bồ Tát chuẩn đề, cao 1m8, chất liệu đồng nguyên khối. Tầng cao nhất đèo bảo chung được khắc chạm với những câu thần chú chuẩn đề và chú đại bi, và bảo chung sẽ được đóng sáng chiều để tiếng chuông được vang vọng khắp nơi cho tất cả chúng sanh được phát tâm bồ đề, và cũng là nơi dành cho tín đồ khắp nơi trở về tu tập theo pháp môn mật tông trì chú. Tổng kinh phí cho công trình này là hơn 6 tỷ đồng từ sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử xa gần cùng hỷ cúng. Ban đạo từ Hòa Thượng Thích Phước thông sơ lược về công hạnh của Bồ Tát chuẩn đề là luôn thị hiện để gieo duyên độ chúng sanh theo từng cấp độ, cũng như ý nghĩa và công năng của thần chú chuẩn đề nhằm giải bớt nỗi khổ và niềm đau cho tất cả chúng sanh, với những ai có tín tâm, đồng thời hàng phục với những chúng sanh căn cường để họ quy hướng về chánh pháp. Dịp này, ban tổ chức cũng đón nhận khánh vàng chúc mừng từ Hòa Thượng Thích Chân Minh, ủy viên Hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, gửi chúc mừng đến buổi lễ. Sau lời cảm tạ từ Đại Đức Thích Trí Khả là những lãng hoa, quà, tình tài đã được quý tôn đức quan khách Phật tử gửi đến đạo tràng nhằm chúc mừng công trình được hoàn công, mỹ mãn. Cuối chương trình là phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoibso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.